thưa quý vị nhân dịp Tết Nguyên Đán năm dần 2022 chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố Hút tổ chức buổi gặp mặt và trao tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hút cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài dự gặp mặt có phó Hút chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hút Ngô Xuân Thắng cùng dự có đại diện các cơ quan ngoại giao cá nhân tổ chức doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và gửi lời cảm ơn đối với những đóng góp của các cơ quan ngoại giao, các dân tổ chức doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố vì sự phát triển chung, nhất là trong thời điểm thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng người nước ngoài trong chặng đường khôi phục tăng trưởng Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng các tập thể cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trong các hoạt động tăng cường tình hưởng nghị quốc tế, viện trợ nhân đạo và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2021.